Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì bây giờ tôi sẽ tiến hành, tôi sẽ lắp ráp một cái đôi loa, loa toàn trải. Đây là cái trên màn hình thì chúng ta nhìn thấy là cái dòng loa màu trắng này. Loa này là chuyên sản xuất ở phía ở các cái đợt trước năm 2017. Thì về hình thức thì nó cũng như nhau cả. Chỉ có xương loa nó thiết kế thì hơi khác, chúng ta nhìn thấy rồi. Thì trước tôi đã giới thiệu cái mẫu kia thì chắc là quý vị các bạn đã xem, nếu như ai quan tâm đã xem chắc chắn người ta sẽ biết, thì chắc chắn là quý vị đã biết rõ về những cái dòng loa này. Thôi thì tôi không nói về loa, và hôm nay thì tôi sẽ tiến hành để lắp ráp. Thì lắp ráp thì thứ nhất thì cần những cái dụng cụ như thế nào, nếu quý vị mà muốn tự lắp ráp hoặc là tự sắm thì trong quá trình để mà lắp loa thì chúng ta cần những cái dụng cụ tối thiểu nhất cũng phải có những cái dụng cụ như sau, thì tôi chỉ giới thiệu. Thì trên màn hình thì chúng ta đang nhìn thấy có khá là nhiều. Tôi thì nói chung đồ nghề tôi thì là vì công việc nên tôi đã có hầu như là đầy đủ tất cả những cái dụng cụ đã cần thiết. Và trên màn hình thì ở đây tôi có này, ví dụ như là đây là cái kìm bấm cốt, rồi là ống coi nhiệt COVID cần phải có. Mũi khoan 2,5mm để khoan đấy, rồi là cây bấm định vị. Bấm định vị này rất là quan trọng, chúng ta khi đặt loa vào bấm định vị, cái bút, cái kìm tuốt chi điện, kìm mõ nhọn, kéo, thước. Và ngoài ra là còn có cái loại cốt để cái này cốt thì tôi sẽ tiến hành tôi dùng để lắp vào trong cái loa, không đỡ với hàn cũng được, hoặc là chúng ta hàn trực tiếp thì không cần cốt cũng được. Thì ngoài ra còn có cái mỏ hàn lung tung, tất cả những dụng cụ cần thiết chúng ta bắt buộc phải có. Thì hôm nay thì tôi sẽ tiến hành lắp loa này. Trong quá trình tôi có khả năng tôi sẽ cắt video, vì video có khả năng nó sẽ rất là dài, tôi sẽ cắt từng đoạn bớt đi cho quý vị các bạn có thể tiện nó theo dõi hơn. Cái khoan cầm tay để mà khoan thì tất nhiên là phải có. Tôi có rất là nhiều những cái mẫu khoan, thì những cái này thì chúng ta bắt buộc phải có. Ok, rồi bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tiếp tục, ta sẽ theo dõi chương trình lắp ráp. Thì trong quá trình lắp ráp thì tôi muốn làm cho nó ngắn video nên tôi sẽ cắt rất là nhiều đoạn, để tôi mong quý vị các bạn có thể thông cảm.
này tôi đánh giá rất là cao. Và bây giờ thì tôi sẽ tiến hành để lắp đĩa căng vào. Lưu ý là nếu như khi quý vị các bạn đặt loa rời và đặt luôn cả thùng loa thì tất nhiên là các thùng loa tôi sẽ lắp ráp rồi. Nhưng mà cái ốc này thì cái ốc nên chúng ta nên dùng với lại mũi M3 thì nó sẽ thích hợp hơn. Khi tao vặn vào thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ tôi vừa rồi dùng cái loại ốc cái mũi khoan 2,5mm thì khoan nó rất là chặt, như vậy mà khoan rất là vất vả luôn. Khi chúng ta vặn ốc thì cực kỳ nó rất là lâu và rất là quá là chắc. Như vậy nên dùng cái loại mũi M3 sẽ thích hợp lên trên cái bộ thùng loa này. Tất nhiên mỗi thùng này cũng là thùng loại gỗ MDF, nhưng mà nó chất liệu gỗ mỗi loại mỗi khác. Quý vị lưu ý cho, rất nhiều gỗ loại này lại khác. Chất liệu loại này khi vặn ốc vào cực kỳ rất là chắc chà, nó rất là cứng. Chính vì vậy mà ta nên dùng với lại mũi M3. Rồi bây giờ thì tôi sẽ lắp cái e-căng vào. Một trong những bộ loa này cực kỳ rất là đẹp và gọn, nhỏ gọn. Tôi cho thăm bên, ta sẽ lắp. Tuyệt vời, nó hầu như nó vừa đẹp luôn, nó vừa khít luôn, độ chính xác rất là cao luôn. Vâng, thì vừa rồi thì tôi đã hoàn thành xong một cái cặp loa toàn dãi của Nhật Bản, một cặp loa có thể nói là chuyên dành để chơi nhạc cho tất cả những anh em thật sự đam mê nhạc thật sự và yêu chuộng dòng loa Bookshelf. Và tôi là một trong những người cực kỳ rất là yêu thích những cái dòng loa Bookshelf, những dòng loa có kích thước nhỏ gọn nhưng mà nó được cho là một trong những dòng mà tôi đánh giá về âm thanh khá là cao. Và chính vì vậy thì những cái sản phẩm này, nếu quý vị mà các bạn đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp đến cho tôi theo số điện thoại. Và đây là một cái mẫu mới, phải nói là một cái mẫu mới của loa toàn dãi Nhật Bản để đáp ứng được ngay cả từ cái thiết kế thùng khá là đẹp để chúng ta trưng bày, có thể trưng bày một cái bộ trong phòng nhạc hay là phòng khách. Lưu ý quý vị các bạn, nhiều quý vị các bạn cứ nghĩ là chúng ta nên dùng những cái loại loa to để trưng bày, nhưng thật sự không phải. Đối với một những cái dòng chơi nhạc, chúng ta có thể trưng bày những cái loa rất là nhỏ gọn thế này trên một cái phòng chơi nhạc, phòng khách cũng được, nhưng mà nó có thể mang lại được một cái vẻ đẹp của nó, có riêng biệt của nó. Rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn về cái vấn đề đó. Thì chúng ta có thể tự tìm hiểu và tùy theo cái sự đam mê của quý vị các bạn. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành chút thời gian theo dõi cái chương trình của video bên DH Audio. Và hãy nhớ